Một cô gái chỉ ăn gà rán và khoai tây chiên từ khi mới 4 tuổi trong nhiều năm, cuối cùng đã có thể ăn uống bình thường sau khi gặp một nhà thôi miên, đó là cô gái có tên là Rebecca đến từ Anh. Điều đặc biệt là hồi nhỏ, Rebecca sống nhờ sữa chua và bánh ngọt trước khi chuyển sang xe mê món gà tẩm bột chiên. Huấn luyện viên tỷ hình 19 tuổi hiện đã có thể mở rộng chế độ ăn uống hạn chế của mình sau khi gặp nhà trị liệu thôi miên. Felix Sikonomakis, việc nôn mửa đã hoàn toàn chấm dứt kể từ khi thôi miên. Tình trạng nôn là một trong những lý do chính khiến tôi không thể ăn thức ăn ngay từ đầu. Nó đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ đi ăn cùng bạn bè và rất nhiều người không hiểu tại sao tôi không thể ăn thức ăn bình thường. Về thể chất, tôi không thể cầm bất cứ thứ gì khác lên và cho vào miệng mà không nôn. Vì vậy, tôi chỉ ăn gà tấm bột chiên và khoai tây chiên. Cha mẹ tôi từng cố gắng cho tôi ăn thức ăn khác, nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và không ăn. Rebecca cho biết, về lý thuyết, nhà tâm lý Kim Thôi Miên đã cố gắng huấn luyện để não và miệng của cô bé có thể cảm nhận kết cấu, mùi vị khác nhau của món ăn. Bạn có thể phải ăn thứ gì đó 20 lần trước khi thích hương vị của món ăn đó. Rebecca không phải là một trường hợp đặc biệt, cô được coi là mắc chứng rối loạn ăn uống rối loạn ăn uống là một nhóm có vấn đề tâm lý khiến bạn phát triển các thói quen ăn uống không lành mạnh. chứng này có thể gây sự ám ảnh với thức ăn, căng, căng nặng hoặc với vóc dáng cơ thể. bất kỳ ai cũng có thể mắc các chứng rối loạn ăn uống, trong đó các thanh thiếu niên và nữ giới trẻ tuổi dễ mắc phải hơn. các chuyên gia cho rằng chứng rối loạn ăn uống có thể do nhiều yếu tố khác nhau như yếu tố di truyền hay đặc điểm tính cách.